Lời nói đầu tiên Dương Hậu chúc Quý Nhão Tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Hôm nay có một Nhão Tâm nhờ khảo sát một gia đình, anh Phan Thanh Phú, bệnh tiểu đường và nhồi máu não và tai biến là tắc nghẽn mạch não, thì hôm nay Dương Hậu vô đây cũng chạnh lòng. Thưa chị, ảnh bệnh bao lâu rồi chị? Giờ nằm đây là ông không có ăn, nhà cửa thì không có được gì, gia đình thì cũng quá nghèo, nhưng mà mướn sống hàng ngày. Hôm nay ông làm chứng gì, tôi không có làm gì có được tiền, giờ chạy thuốc men thì không có tiền mua, nhờ cho tâm để dùng cho gia đình mình. Tiếp nối lời nói của chị thì Dương Hậu cũng mong các Nhão Tâm xem xét, chia sẻ và giúp đỡ cho anh Phan Thanh Phú bệnh nhồi máu não, tai biến, liệt người, nửa thân người. Thì Dương Hậu cũng xin chi cái quỹ đồng hành từ thiện 7, anh Tô Ni Bành 200.000, cô Quách Ly 200.000, cô Quách Ái My 200.000, anh Long Quách 100.000, anh Lâm Cường 100.000, Lâm Loan Lali 100.000, Hi Tôn và Chế Phúc bán giải ở Mỹ 500.000, gia đình Phụng Liên Hoa Kỳ 300.000, số tiền đợt 1 là 1.700.000, là Dương Hậu trao cho gia đình cho mua gạo và mua thuốc uống ạ. Đây là 1.000.000 là chị ha, cho chị mua thuốc chảnh với chăm cứu chảnh đi, để bệnh nặng nặng nè, 1.200.000 ha, 1.400.000, 1.600.000, rồi 1.700.000 ha. Rồi xin mời chị. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Tiếp nối lời nói của gia đình, Dương Hậu cũng xin trân trọng cảm ơn tấm lòng Bồ Tát quý vị ủng hộ và quỹ từ thiện A7 cứu một mạng người bằng xây 7 kiển chùa. Dương Hậu hy vọng rằng video này được các Nhão Tâm trong và ngoài nước hoan hỷ và giúp đỡ cho anh Phú có tiền trị bệnh. Đây là việc làm công đức vô lượng ạ. Dương Hậu cảm ơn rất nhiều. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.